website đào tạo forest xin chào mọi nhà đầu tư mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo forest tôi là trần quốc minh chủ website đào tạo forest com người duy nhất trên thị trường giao dịch forest này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trên thị trường để gửi đến nhà đầu tư với mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch forest mọi giá trị phải được chính những người đứng ra chia sẻ hoặc là thầy dạy forex á quân forex thế giới road trader hoặc chủ các kênh youtube chia sẻ về forex chủ các diễn đàn forex và bất kỳ một ai có giá trị kinh nghiệm gửi đến nhà đầu tư về bất kỳ một giá trị kiến thức hay phương pháp nào đều phải chứng minh bằng thực tế phải có căn cứ phải có cơ sở để minh chứng bằng thực tiễn sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch và cho chúng ta thấy rõ về chính những giao dịch của bản thân họ trên thị trường nhà đầu tư phải hiểu rằng giao dịch được thì mới có giá trị để chứng minh giao dịch không được thì sẽ không có giá trị để chứng minh bằng thực tế chính vì vậy ngoài kia bọn lừa đảo forex thường hay bắn tín hiệu đưa ra chiến lược phân tích về xu hướng và để nhà chụp những hình chụp trên điện thoại di động demo để lừa đảo, bịp bợm nhà đầu tư và gieo rắc vào nhà đầu tư rằng thị trường này là dễ và đơn giản. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu dễ và đơn giản, bọn chúng đã không dùng mồm, dùng mõm và những giá trị bánh vẽ lợi nhuận vô căn cứ không có giá trị xác thực ở trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đây là cả một quá trình dài mà bất kể nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch forex phải trực tiếp nhìn nhận, trực tiếp đánh giá và trực tiếp thấy rõ được những giá trị mà cái người đứng ra chia sẻ đó, họ phải giao dịch thực tế để nhà đầu tư đánh giá được kết quả này trong cả một chuỗi thời gian dài ở trên thị trường. Trên thị trường này chỉ dễ là dễ mất tiền đơn giản rằng nhà đầu tư sẽ phải tan ra bại sản trên thị trường mà thôi. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đây không phải là gì nhà chưa học xong thì tiền đã về hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp cũng như học vừa xong ra ngoài thằng thầy dạy không chịu vận dụng áp dụng vào trong thực tế để nhà đầu tư trực tiếp nhìn thấy chúng vận dụng đánh giao dịch thực tế để thấy rõ về những kỹ năng và những phương pháp kiến thức vận dụng vào trong thực tế tạo ra những giá trị thật sự trên thị trường mà đã vội lao vào trong thị trường xin lỗi nhà đầu tư trả giá đó là điều hiển nhiên ở trên thị trường về đầu tư forex này tôi là trần quốc minh chủ website đào tạo forex com người duy nhất trên thị trường giao dịch forex này chia sẻ và chứng minh bằng thực tế để gửi đến nhà đầu tư